đó là xin lỗi nó bị cắt cái khúc. Đó là một cái cách làm rất là đơn giản, đỡ tốn kém, cũng làm ở nhà được, không có cần mướn thợ, không có tốn tiền. Nhớ là xịt nước thật là ướt. Rồi, như vậy thôi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Mong sẽ có những cái video để có thể đóng góp phục vụ chia sẻ bằng tiếng Việt, nghe cho nó đã tai. Và mình cũng rất là thích làm cái gì đó cho cộng đồng người Việt mình ở khắp nơi, một chút chia sẻ. Mong các anh chị ủng hộ mình nha. Thank you. Hello, thân chào tất cả các anh chị em. Hôm nay mình muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm, một cái chia sẻ làm sao để mình tháo cái giấy dán tường một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Vì bản thân mình á, lúc trước mình làm cho nhà mình đó, mình rất là cực với cái này. Bởi vì mình không biết thôi. Mình mua đủ thứ trò, mua spray, mua lột, rồi cạo, rồi vân vân vân, nhiều thứ lắm. Thì cũng không có quốc. Nhưng mà một thời gian mình lên YouTube mình tìm thì cũng không có thấy tiếng Việt, toàn là thấy tiếng Anh không. Thì tiếng Anh nó cũng chỉ, nó cũng hiệu quả. Nhưng hôm nay mình làm một cái video này là mình làm bằng tiếng Việt, để cho anh chị em nào muốn thay cái giấy dán tường bằng sơn hoặc là thay lại cái mới thì nó đơn giản, hiệu quả và đỡ tốn kém. Nếu mình thích làm nhà, mình có thể làm ở nhà của mình, đỡ tốn kém và đơn giản bằng cách sau đây. Vì bản thân mình đó, mình có làm rồi thì rất là khó. Thì khi mình làm mình có kinh nghiệm, bây giờ mình muốn chia sẻ những cái video này bằng tiếng Việt để anh chị em nào đó ở Mỹ có những cái nhu cầu để thì qua những cái video của mình thì đỡ tốn thời gian, đỡ bất công và đỡ tốn tiền nữa. Thì sau đây là cái này là cái tường hoàn toàn mới tinh. Mới tinh là có nghĩa là tường nó vẫn còn giấy ở khắp nơi trong nhà tắm ha. Thì các anh chị, đây là nó đã ướt rồi nè. Thì mình chỉ làm gì? Mình chỉ lấy nước mình xịt, xịt nước lên, xịt cho nó thật là ướt. Và thứ hai, để cho nó khoảng 1 phút mấy chục giây đó, thì anh chị đi tìm, đi tìm cái mối để mình tháo nó ra. Thí dụ cho các anh chị xem ha. Đây, đây cái chỗ này mình đã dán rồi, nhưng mà đừng có đi tìm cái chỗ nào nó không phải là cái mối á, thì khó ra, rất là tháo ra rất là khó. Đây mình tìm được cái mối này đó. Thì khi mà mình xịt nước vào á thì cái này nó mềm lắm, nước nó thấm vào cái keo á, nó mềm ra, thì nó khi mà mình lột nó rất là dễ. Đó, anh chị thêm nữa ha, lột ra được là nguyên một miếng luôn. Nhớ nương tay nó thì nó được nguyên miếng, nó đã. Nương tay nó kéo, ráng kéo. Đây là nguyên một miếng. Anh bạn mình đang làm chung với mình. Đó là xin lỗi nó bị cắt cái khúc. Đó là một cái cách làm rất là đơn giản, đỡ tốn kém. Cũng làm ở nhà được, không có cần mướn thợ, không có tốn tiền. Nhớ là xịt nước thật là ướt. Rồi, như vậy thôi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Mong sẽ có những cái video để có thể đóng góp phục vụ chia sẻ bằng tiếng Việt, nghe cho nó đã tai. Và mình cũng rất là thích làm cái gì đó cho cộng đồng người Việt mình ở khắp nơi, một chút chia sẻ. Mong các anh chị ủng hộ mình nha. Thank you.